Thầy đang chơi trên cây đàn gì đấy thầy? À đấy thầy đang ca tiền trên cây đàn L900 cho một bà ở Thanh Hóa. Vậy à? Trong nhà thơ mà có mấy cái bài về Tây Nguyên đó thầy. Thầy có thể hướng dẫn em chỉnh tiếng trên cây đàn này được không? Nhà thơ em cũng là cây đàn L900 hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ qua đây. Đi qua đây thầy hướng dẫn cho xíu ha. Vừa rồi thì thầy cũng mới cài đặt cho một bàn này tiếng số 9 và số 10. Tiếng này đúng không? Thầy sử dụng rất là ok ha. Nghe hay thế. Cái bài này tên Tây Nguyên thôi à. Yeah. Thì các bạn có thể vận dụng vào để chúng ta chơi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn qua chút nhé. Cái tiếng số 9 với tiếng số 10. Thì tương tự ở phía bên này các bạn cũng chỉnh reverb với lại là sustain này thì như thường thường thầy hướng dẫn rồi ha. Các bạn để cho thầy là 643 đối với sustain. Còn ở cái phần upper keyboard voice 1 thầy sử dụng tiếng piano để tầm khoảng 9. Rồi upper keyboard voice 2 thầy để tiếng xylophone này để volume của mình tầm khoảng 16. Rồi ở đây tiếng trong cái nhóm lower keyboard voice 1 thì thầy lấy tiếng đơn hạp để volume khoảng 20. Rồi lower keyboard voice 2 nó để rơi vào tầm khoảng mình sử dụng tiếng xylophone này tầm khoảng 16. Ở cái tiếng lead voice 1 này thầy lấy tiếng piccolo ha. Thầy để maximum luôn. Và tiếng bass thì mình để organ bass 1 để volume khoảng 8 mình sẽ được cái tiếng này. Quan trọng là cái cách chơi của các bạn thôi.